Thanh Bình ngồi xem phim Ngọc Lan đóng mà lại cởi trần, cư dân mạng sốc nặng khi nhìn thấy điều này. Loạt bình luận phía dưới đều chỉ tập trung vào điểm này. Thanh Bình, Ngọc Lan là cặp vợ chồng nổi tiếng, nhận được nhiều tình cảm ưu ái của khán giả. Bên cạnh những vai diễn xuất sắc trên truyền hình, thì cuộc sống ngoài đời của vợ chồng Ngọc Lan cũng là điều khiến người hâm mộ quan tâm, tò mò. Mới đây, Thanh Bình vừa đăng tải bức ảnh bị vợ chụp lén kèm caption quảng cáo bộ phim mà Ngọc Lan là nhân vật chính. Tuy nhiên, khi nhìn vào tấm lưng của nam diễn viên thì cư dân mạng không khỏi sốc nặng. Thanh Bình khen phim vợ đóng hay và giới thiệu cho khán giả cùng xem. Tuy nhiên, vì cởi trần ngồi quay lưng lại với màn ảnh nên ông bố đảm đang đã bị lộ hình xăm lớn trên cơ thể. Cư dân mạng chỉ chú ý đến hình xăm sau lưng. Chủ đề phim ảnh tự dưng bị chuyển sang tattoo khiến nam diễn viên phải lên tiếng, coi phim đừng coi tattoo. Nhiều khán giả tỏ ra choáng vì ông xã Ngọc Lan nhìn thư sinh mà chơi cái lưng trước vậy, cái mặt thì hiền nhưng cái lưng hết hồn. Phần lớn comment để lại đều chỉ tập trung chú ý và suy đoán ý nghĩa của hình xăm sau lưng Thanh Bình. Bình thường, nam diễn viên ăn mặc lịch sự nghiêm túc, chưa từng để lộ hình xăm phía sau lưng. Tuy nhiên, ai cũng biết hình xăm không phải là xấu và tuyệt đối không thể đánh giá con người qua những hình xăm trên cơ thể. Trên thực tế, Thanh Bình là một người chồng, người cha tốt, luôn hết lòng thương yêu vợ con và khiến nhiều chị em phải ngưỡng mộ vì tài chăm con quá đỉnh. Dù bị ném đá, Minh Béo vẫn từ chối đi làm từ thiện. Sau khi đăng clip xin lỗi bị dân mạng chỉ trích vì giả tạo, sặc mùi bia, Minh Béo tiếp tục chia sẻ loạt ảnh đi làm từ thiện ở chùa. Cách đây ít phút, Minh Béo đăng tải loạt ảnh đi làm từ thiện tại ba ngôi chùa. Trong ảnh, Minh Béo tươi cười trao quà cho các em nhỏ. Thậm chí có hình ảnh Minh Béo còn bế một đứa trẻ dù mới ra tù vì tội ấu dâm chưa lâu. Hành động này của Minh Béo khiến nhiều người bức xúc. Trước đó, Minh Béo tung clip xin lỗi, nhưng thái độ của Minh Béo bị nhiều người ném đá vì PR cho sân khấu kịch của riêng mình. Nghệ sĩ này còn bị ghét hơn bởi thái độ giả tạo và cố trình diễn để lấy sự thương hại của khán giả. Sau khi ra tù, Minh Béo vẫn bị cho là chứng nào tật nấy khi lộ tin nhắn gà gẫm trai trẻ. Điều này khiến nhiều người càng thêm phẫn nộ. Được biết, nhiều nghệ sĩ đã rời bỏ sân khấu Minh Béo. Tuy nhiên, bỏ sau tất cả, Minh Béo vẫn nhiệt tình trở lại với việc đi từ thiện và giúp đỡ trẻ em. Choáng với độ xa hoa, nơi tổ chức đêm tiệc tri kỷ Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ. Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ dành toàn bộ thời gian để tập luyện, sắp xếp mọi công việc cần thiết cho những màn kết hợp đặc biệt trong buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ 14 năm 9 tháng quen biết nhau. Vừa đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại phòng trà cùng Dương Triệu Vũ tập luyện, chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ. Sau gần 15 năm quen biết và đồng hành, thực hiện các dự án âm nhạc cũng như luôn bên nhau trong cuộc sống, đây là lần đầu tiên Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ cùng tái hiện, ôm lại hành trình đặc biệt. Hiện tại, cả hai nam ca sĩ đều tạm gác mọi hoạt động và dồn tâm sức cho sự kiện mang nhiều ý nghĩa này. Dù nhiều lần kết hợp ăn ý trên sân khấu, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ vẫn muốn đầu tư cho các tiết mục trình diễn trong buổi tiệc được chỉnh chu, ấn tượng nhất. Ông Hoàng Nhạc Việt dành rất nhiều thời gian và công sức lên kế hoạch xây dựng kịch bản chi tiết cho bữa tiệc. Từ khâu đón khách tới chuẩn bị thực đơn, danh sách các ca khúc trong chương trình. Trước khi chính thức thông báo về sự kiện kỷ niệm đặc biệt giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, khán giả vô cùng hoài nghi và cho rằng đây chính là đám cưới của ông Hoàng Nhạc Việt dựa trên tấm thiệp mời được thiết kế như thiệp cưới. Trước đó, chiếc nhẫn Dương Triệu Vũ tặng cho Mr. Đàm đã khiến làng giải trí Việt xôn xao. Giữa luồng thông tin ồn ào về đám cưới, hai nhân vật sau đó đã đính chính. Đây chỉ là bữa tiệc kỷ niệm chặng đường cả hai từng nhiều năm bên nhau mà thôi. Chiếc nhẫn Dương Triệu Vũ tặng cho Đàm Vĩnh Hưng có giá trị rất lớn. Tấm thiệp mời sự kiện khiến nhiều người lầm tưởng là thiệp cưới. Không chỉ xuất hiện trong những dự án âm nhạc của nhau, Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng còn luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Ngoài việc luyện tập, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ cũng dành thời gian khảo sát nơi diễn ra tiệc tri kỷ và nội thất để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị hoàn chỉnh, ổn thỏa. Đàm Vĩnh Hưng tới khảo sát địa điểm nơi tổ chức tiệc. Cả hai cùng nhau lựa chọn từ những món đồ nhỏ nhất. Được biết, sự kiện được diễn ra tại tòa nhà thuộc khách sạn 6 sao đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh
với sự tham gia của 100 khách mời, gồm đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của cả hai. Địa điểm tổ chức buổi tiệc xa hoa và đẳng cấp, với giá thuê phòng lên đến 320 triệu đồng một đêm. Buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ 14 năm 9 tháng cùng đồng hành của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 5. Đàm Vĩnh Hưng sống như ông Hoàng ư? Sự thật này khiến bạn phải nghĩ lại. Phía sau con người tưởng như rất ghê gớm của Đàm Vĩnh Hưng là một người rất xuề xòa, tự nghĩa và sống có tình. Bản tính thẳng thắn bộc trực lại gặt hái rất nhiều thành công và danh tiếng lẫn tiền bạc. Nhiều người nghĩ Đàm Vĩnh Hưng sống sướng lắm, muốn làm gì thì làm, yêu ghét ai chẳng được. Thế nhưng, không phải ai cũng biết anh có rất nhiều nỗi khổ tâm của riêng mình. Trước khi quyết định chia sẻ chúng với công chúng, Đàm Vĩnh Hưng từng giữ kín trong lòng, một mình chịu đựng tất cả. Không những vậy, phía sau con người tưởng như rất ghê gớm đó, đó là một người rất xuề xòa, trự nghĩa và sống có tình. Có thể đó chính là lý do khiến người ta yêu Đàm Vĩnh Hưng nhiều và bền như vậy. Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cuộc sống vương giả với rất nhiều kim cương, hàng hiệu đô la. Thế nhưng, suốt bao năm qua anh phải còng lưng trả nợ cho mẹ. Câu chuyện trả nợ mà anh chia sẻ từng khiến rất nhiều người phải sốc. Trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng là một ông hoàng nhạc Việt, biểu diễn trong tiếng reo hò của trăm nghìn khán giả. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trong số những khán giả đó có cả những người được gọi là xã hội đen đến để đòi nợ. Cách xê của Đàm Vĩnh Hưng cao ngất ngưỡng khiến ai cũng nghĩ là đi hát xong, anh xách cả túi tiền mang về. Thế nhưng hát xong, tiền lập tức mọc cánh bay theo những món nợ trả thay cho mẹ. Nổi tiếng thẳng tính, nhiều lần Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cạch mặt, không đội trời chung với người nọ người kia. Nhưng kỳ lạ, chỉ vài tháng sau lại thấy họ ôm vai bá cổ như chưa từng xảy ra hiềm khích gì. Suốt bao nhiêu năm tháng qua, mọi người đồn đại về giới tính thật sự của Đàm Vĩnh Hưng với rất nhiều nam nghệ sĩ khác. Thế nhưng, người duy nhất được Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ yêu thương mãnh liệt nhất chỉ có duy nhất Mỹ Tâm. Từng là một anh thợ cắt tóc, lại có phong cách rất sành điệu, mọi người nghĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ đổi tóc như thay áo, nhưng sự thật, suốt bao năm qua, anh chỉ trung thành với mỗi kiểu tóc. Tiểu phẩm nói về người yêu cũ của Lê Phương có lời thoại gây sốc. Nhân vật đóng vai tình cũ của Lê Phương đá đểu Trung Kiên, hóa ra cũng xài lại đồ cũ. Vừa qua, tập 12 Ngôi sao Phương Nam với chủ đề Lời cảm ơn phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Đây là đêm thi để các nghệ sĩ nói lên nỗi niềm của mình và gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ họ. Đội của Lê Phương, Trung Kiên, Đỗ Phương Thảo, Nam Long trình diễn tiết mục Cảm ơn anh được lấy chất liệu từ chính chuyện tình thật của Lê Phương. Nữ diễn viên thể hiện ca khúc Gửi người yêu cũ, hit của Hồ Ngọc Hà. Lê Phương chia sẻ, những bài học đắt giá thường đến từ khoảng thời gian tồi tệ nhất. Tôi từng trải qua những tháng ngày điên cuồng với bế tắc, vật vờ không định hướng, chỉ biết khóc và khóc. Nhưng chính vào lúc tôi rơi vào đáy sâu của nỗi tuyệt vọng, cả trăm câu hỏi cứ xoáy vào tim, sống hay chết tôi phải làm gì để thay đổi nghịch cảnh cuộc đời mình, bất giác tôi nhìn thẳng vào gương và đối diện với chính mình. Tiểu phẩm của đội Lê Phương có lời thoại khá sốc giữa Trung Kiên và MC Minh Toàn. Trong vai người yêu cũ của Lê Phương, Minh Toàn cạnh khóe Trung Kiên, tưởng anh tài giỏi lắm, hóa ra cũng xài lại đồ cũ của người khác mà thôi. Chúc mừng anh, cô ta ngon lắm. Đáp lại Trung Kiên nói, hóa ra là anh, người yêu cũ, đúng là trái đất tròn. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn anh vì ngày trước anh đã rời xa cô ấy, để hôm nay tôi tìm được một nửa đích thật của mình. Trong đoạn clip chia sẻ sau tiết mục, Lê Phương cảm ơn những nỗi đau đã giúp cô trưởng thành. Nó cũng giúp cô tìm được một người đàn ông nhỏ tuổi hơn, không có vẻ ngoài bảnh bao nhưng có tâm hồn đẹp. Trước khi đến với Trung Kiên, Lê Phương từng yêu diễn viên Quý Bình và lập gia đình với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Khánh Thi biến hình trước và sau khi trang điểm đã choáng, nhìn Ốc Thanh Vân còn sốc hơn. Ngay cả khi đã trang điểm nhẹ, Ốc Thanh Vân vẫn mang đến sự khác biệt khá lớn hơn so với lúc trang điểm sắc sảo. Thực tế cho thấy, Khánh Thi chính là một trong những nghệ sĩ nữ có màn biến hóa nhan sắc tài tình nhất với công nghệ make-up. Lật ảnh đặt lên bàn cân so sánh diện mạo trước và sau khi lột xác của nữ hoàng Dancebot thực sự khiến người xem sợn sốt. Tuy nhiên đây cũng chính là điều mà nhiều cô gái phải học tập bởi không phải ai cũng biết cách chăm chút cho bản thân trong những dịp cần thiết.
Khi là người phụ nữ của gia đình, bạn có thể để tóc tai bù xù và gương mặt mọc nhợt nhạt. Nhưng khi ra đường, bạn nhất định phải lộng lẫy như một quý cô. Thực sự Khánh Thy như biến thành một nhân vật khác khi đi quay chương trình hoặc tham gia sự kiện. Tuy nhiên, Khánh Thy không phải là bà mẹ duy nhất nằm trong danh sách này. Cùng hội cùng thuyền với cô còn có MC Ốc Thanh Vân. Rõ ràng Sâu Phấn luôn là trợ thủ đắc lực của bất kỳ người phụ nữ nào. Và một mỹ nhân đình đám như Khánh Thy hay Thanh Vân hẳn không phải là ngoại lệ. Một mẹ bỉm sữa chuẩn không cần chỉnh và một MC xinh đẹp cuốn hút hội tụ trong cùng một người phụ nữ. Sự khác biệt quá lớn của người đẹp sau khi được chăm sóc chỉnh chu từ mái tóc cho tới gương mặt trang phục. Quần thâm mắt và đôi môi nhạt màu là hai khuyết điểm nổi bật mà Khánh Thy, Thanh Vân đều không may sở hữu. Tuy nhiên, tất cả hoàn toàn có thể cứu vãn nhờ những tông trang điểm đa dạng, từ đỏ tươi cho tới cam đất hoặc sắc nude thời thượng. Gương mặt khi đã trang điểm đeo kính lên trông cũng có thần thái hơn hẳn. Ngay cả khi trang điểm nhẹ, Ốc Thanh Vân vẫn mang đến sự khác biệt khá lớn so với lúc trang điểm sắc sảo.